trùm cuối của sao nhập ngũ 2020 lộ diện, không phải mũi trưởng long hay chú ngạn pha ke. Tập 3 của sao nhập ngũ chứa đựng nhiều tình tiết gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua. Có thể thấy, đây chính là mùa được khán giả dành sự quan tâm và kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tích vượt bậc. Ngoài màn lẫy thuyền hậu hoàng mũi trưởng long, cặp đôi mới Khánh Vân, chú ngạn Tiến Toàn, một nhân vật mới đến từ doanh trại cũng thu hút sự chú ý không kém. Không phải mũi trưởng long hay chú ngạn pha ke, nhân vật hứa hẹn sẽ đe dọa vị trí thánh lầy của Diệu Nhi ở sao nhập ngũ 2020 này là ai? Còn nhớ trong thử thách chạy bền, ngoài tướng chạy bá đạo có 102 của Nam Thư, thì Diệu Nhi và Nam Thư còn khiến khán giả cười ngất khi không tập trung về đích mà tranh thủ tổ chức fan meeting. Chính vì quá mải mê giao lưu, hai cô nàng đã để vị trí số 1 rơi vào tay đồng chí Huế cùng đơn vị. Trong phần báo cáo cuối buổi tập, mũi trưởng long yêu cầu Diệu Nhi nêu cảm nghĩ về buổi tập luyện chạy bền, khác với Nam Thư đang cảm thấy xấu hổ vì chạy không kịp các đồng đội. Diệu Nhi thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không thấy xấu hổ gì hết, vì nếu như tôi cùng các đồng chí vào cùng một lúc thì chưa chắc ai thắng ai", khiến người xem thấy bật cười. Sau khi nhận được câu trả lời từ Diệu Nhi, mũi trưởng long muốn biết liệu rằng các nữ quân nhân của chúng ta có chạy thắng Diệu Nhi hay không. Không để chỉ huy phải thất vọng, đồng chí Hà ra tay dằn mặt Diệu Nhi rằng: "Tôi không coi Diệu Nhi là đối thủ". Chính câu nói đó của chiến sĩ quân nhân cũng đủ khiến thánh lầy Diệu Nhi phải gục ngã vì không thể bật lại được. Và các chị em cùng đơn vị lại thêm trăm cười xỉu ức xỉu đau. Nhờ vậy mà đồng chí Hà được cư dân mạng gọi vui là trùm cuối của chương trình. Liệu sang tập 4 thì đồng chí Hà có sáng được ngôi của thánh lầy Diệu Nhi không?